Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được trên tay một chiếc đồng hồ của một thương hiệu mà lần đầu mình lên sóng của ICS, đó là Pierre Coon. Thì Pierre Coon thì nếu như mà các bạn tìm hiểu thì đây là một cái thương hiệu, nếu mà nói là chế tác thì cũng là mới, bởi vì năm 1998 thì Pierre Coon bắt đầu gia nhập vào cùng tập đoàn với cả Frank Muller, và từ đó tạo ra cái thương hiệu riêng của ông. Pierre Coon là một nghệ nhân sản xuất và thiết kế đồng hồ độc lập, và trước đây thì ông cũng đã làm việc cho rất nhiều những bên nổi tiếng, có thể kể đến nổi tiếng nhất là Victorin Piguet. Thì với cái kinh nghiệm mà chế tác máy cũng như là thiết kế sản xuất những cái bộ máy mà độc đáo, thì Pierre Coon đã lập ra một cái thương hiệu riêng của ông. Pierre Coon sinh năm 1959 tại Bern ở Thụy Sĩ, và nếu mà về kinh nghiệm mà chế tác đồng hồ thì chắc là ông cũng đã phải có tầm đến 30 đến 40 năm chế tác đồng hồ trong cái ngành đồng hồ của Thụy Sĩ này. Và hiện tại Pierre Coon thì thuộc cùng tập đoàn với Frank Muller Watchland, thì tất cả được hỗ trợ rất là nhiều về cái mặt phát triển thương hiệu. Thì Pierre Coon hiện tại có khá là nhiều những cái đồng hồ độc đáo, và chiếc Pierre Coon Retrograde hôm nay mình đem đến cho anh em cũng có rất là nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên là đây là hộp ở phía ngoài, thì chúng ta sẽ có một cái hộp bìa màu đen được làm những cái vân giả da. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có ngay một cái certificate và một cái bộ hộp của nó. Bộ hộp của nó thì sử dụng cái màu tông màu xanh lá các bạn nhé. Tông màu khá là đẹp. Và ở phía trên thì chúng ta sẽ có là Pierre Coon Geneva. Đây là hộp gỗ các bạn nhé. Chúng ta mở ra thì sẽ thấy ngay ở phía trong. Các bạn nhìn cái hộp này thì sẽ khá giống với cái phong cách thiết kế của Audemars Piguet hoặc là cái hộp của Breguet. Thì do họ cùng sản xuất tại một chỗ với chất lượng rất là tốt, cho nên là chúng ta có thể thấy là chất lượng của hộp của Pierre Coon rất là hay. Sợi dây zin đi kèm của chiếc đồng hồ này đó là một dây da cá sấu màu trắng, và như các bạn thấy ở đây, đây là dây zin với cái logo Pierre Coon Geneva. Còn hiện tại thì đồng hồ đang được lắp một sợi dây da handmade màu đen để đeo cho nó dễ dàng hơn và phù hợp hơn với cái nhu cầu hàng ngày. Chúng ta sẽ có ở đây là, các bạn sẽ thấy ở đây thì chúng ta sẽ có đó là một cái bộ certificate được nằm trong một cái cuốn sổ da. Thì chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có hai bên, một bên là cái certificate bán hàng này. Đây là đại lý Heritage Distribution ở Singapore. Và cái mã của chiếc này là PKL015SDR với chất liệu là OG, tức là vàng các bạn nhé. Còn phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái gọi là instruction và nhanh giới thiệu. Nên các bạn có thể thấy rõ ở đây là cách người ta hướng dẫn sử dụng đồng hồ rất là nhanh. Chiếc này của mình thì nó được làm hoàn toàn bằng vàng trắng, và nó sẽ có cái mặt dial khá là đặc biệt, vì mặt dial của nó là sử dụng mặt dial đá. Mặt sáng quá nhiều khi không lấy nét được các bạn. Đây, mình sẽ lấy nét vào cho các bạn xem. Với chiếc Pierre Coon này thì chúng ta sẽ có size ở đây là 33 x 33 mm, và nó sẽ có cái lắc tu lắc này. Như các bạn thấy là lắc tu lắc nó sẽ vào khoảng tầm 38, 39 đến 40. Thì với cái chiếc này thì các bạn sẽ đeo, nó sẽ tương đương với size là 39 mm, size tròn, size tương đương size 39 mm tròn. Và mặt dial của nó thì được làm khá là đẹp với các chi tiết được làm nổi. Chúng ta có thể thấy logo thương hiệu Pierre Coon ở góc ở giữa này, chạy một đường ngang. Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có cái kim dây của nó được làm theo dạng retrograde, và nó sẽ quạt 30 giây một lần. Khá là hay. Khi các bạn thấy là cái kim dây này đến 30 thì nó sẽ vòng lại 1, vòng lại 0. Và cái kia chúng ta sẽ còn một cái retrograde nữa, đó là ngày retrograde. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái lịch ngày được chỉ bởi một cái kim, và đầu mũi kim này có một hình trái tim màu đỏ. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có từ 1 đến 31, và chút nữa thì mình sẽ điều chỉnh để cho anh em thấy là cái kim ngày retrograde của nó thế nào. Mặt dial này nó được làm bằng đá các bạn ạ, và khi các bạn nhìn gần thì chúng ta sẽ có những cái lấm tấm chấm trắng phản quang rất là đẹp, nó giống như kiểu là nó có bụi kim loại ở trong đá, rất là tuyệt vời luôn. Các chi tiết ở trong mặt dial này của chúng ta thì đều được làm bằng vàng trắng, và bộ kim của chúng ta thì được làm bằng thép và sau đó được nung xanh. Đó,
Các bạn có thể thấy là kim lung xanh rất là dễ dàng. Ở góc 12 giờ của chúng ta là sắp đều lìa giờ và phút của chúng ta được đặt ở trong một cái sắp đều nhỏ với bốn cái cọc số lớn là bằng La Mã. Còn cái lịch ngày của chúng ta thì được làm retrograde ở ngoài. Để chỉnh chiếc này thì mình sẽ có hai nấc. Với một cái nấc các bạn có thể thấy là nấc chỉnh giờ này thì chúng ta sẽ thấy là cái kim dây retro của chúng ta sẽ ngừng hoàn toàn. Đó. Và khi chúng ta ấn vào thì kim dây nó sẽ chạy tiếp. Còn với cái giờ tháng, giờ lịch ngày của chúng ta thì chúng ta sẽ vào một nấc rất là nhẹ thôi. Và sau đó để chúng ta chỉnh. Các bạn có thể thấy là với cái lịch thứ thì nó sẽ xoay ngược so với cái chỉnh giờ. Và khi mà mình chỉnh đến 31 nó sẽ bật về 1. Đó, các bạn có thể thấy ngay cái lịch retrograde của nó. Chiếc này là một chiếc được thiết kế với thân vuông và chúng ta có một cái benzen ở ngoài được vát xuống và nó hoàn toàn vuông thành sắc cạnh luôn. Cái phần benzen ở ngoài thì được làm phay xước. Các bạn có thể thấy rõ đúng như đường phay xước này. Hai bên phần thân bên thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết pattern nổi và sổ dọc. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có bộ máy khá là đẹp của Piacun. Bộ máy của chiếc này được sử dụng trên chiếc này là bộ máy PKL2001 và với bộ máy PK2001 này thì nó sẽ có 42 giờ tích cót, có 28.800 tần số lao động và các bạn sẽ có ở đây là 25 chân kính. Bộ máy của chiếc này thì có củ văng và cái phần bearing này của chúng ta thì được làm bằng vàng trắng 22K và được phủ rhodium cho nên các bạn sẽ thấy cái củ văng của nó bắt sáng rất là tốt. Toàn bộ phần thân vỏ của chúng ta thì được làm bằng vàng trắng với hai chuyện đầu chó và chuyện cân tiểu ly ở đằng sau này. Đó. Các bạn để ý cái củ văng của nó thì cái phần chính giữa của cái củ văng này thì nó được làm cố định. Để chúng ta có xoay hướng nào thì nó vẫn là một cái chữ logo PK ở đây. Đó, nó làm khá là hay với cái vân trải tia sunburst như vậy. Và cái chữ Piacun Geneva thì được khắc ở phía trong. Chúng ta còn có cái mã ở đây là PKL015SDR và chiếc này có số serial number là số 23 được sản xuất. Đó. Đi kèm với nó thì như mình nói là sợi dây da cá sấu màu trắng. Còn cái khóa của chúng ta thì sẽ là khóa xiên. Và khóa xiên này của chúng ta thì cũng được làm bằng vàng trắng luôn, với đầy đủ chuyện ở phía dưới đáy. Đó, như các bạn đã thấy. Chiếc Piacun này có giá retail rất là cao. Với giá retail mình có tham khảo thì nó bán tại châu Âu với giá retail là 15.700 bảng Anh. 15.700 bảng Anh thì nếu các bạn quy đổi ra đô la Mỹ thì nó sẽ khoảng vào khoảng tầm 20.900 đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng gần 500 triệu tiền Việt Nam. Thì ở đây là một cái thương hiệu khá là cái mức giá khá là cao với thương hiệu này. Tuy nhiên với một chiếc hàng qua sử dụng như này thì nó lại có mức giá cực kỳ tuyệt vời. Bên mình bán chiếc Piacun này với mức giá là 128 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Piacun này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.